Nam đỉnh Ngọc Đài Lộ Kỷ Tiên. Chứ Nam đỉnh là ám chỉ cho cái miền Nam chúng ta, nó có cái đỉnh là chỉ cho cao dùng mỹ núi đó cô bác ha cha mà. Hôm nay trong cái sống cạnh trình Nguyễn Minh Khiêm, trong cái Nguyễn Thanh Chí đó, là Bắc Hữu Kim Thành Tráng. Nhưng mà Việt Nam chúng ta là Nam Tạc Ngọc Bích Thành, Hòa Thôn Đa Phiển Phệ Một Giả Dục Nhân Canh. Chứ Bắc là có cái thành cứng rắn bằng sắt vậy đó, thành vàng bằng sắt vậy đó. Nhưng mà cái miền Nam chúng ta chưa đâu, miền Nam chúng ta là có cái thành bằng vàng ở tại miền Nam. Cho nên Nam Tạc Ngọc Bích Thành. Giờ đây chúng ta thấy được thề viết ở một đoạn văn khác đó: Phương Nam rạng ngọc trói lò, lưu ly hổ phách đó mấy tòa đài cung. Dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi. Liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lưng đóng ra chào người chân tu. Bao giờ tôi cũng xin đây đại diện cho gia đình cũng như ban tổ chức trân trọng kính mời chú Mười đến diễn đàn để trợ duyên trong buổi đạo tràng hôm nay, có những chia sẻ về Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa quý vị đại diện cho thân tộc, và cũng như kính thưa anh hai, chị hai là người đại diện về phía gia đình, và cùng với thân tộc tử tôn chung lo ngày kỷ niệm cho người thân kính mến. Và thưa quý bậc lão thành, quý ông, quý bà, cùng tất cả phái đoàn cô bác anh chị em đồng đạo, thật là niềm vinh hạnh lớn lao tôi được trở lại về tại tư gia nhà của anh hai đây, kể như một năm qua được trở lại lần thứ nhất. Thì xét ra trong cái tình thương của đồng đạo, nên vì lẽ mà ở nơi đây thì giảng viên cũng rất nhiều. Nhưng mà anh đã có thông tin cho đoàn của chúng tôi biết là chúng tôi được nhận lời mời đến đây để gặp lại với số cô bác anh chị em mình. Thì thưa quý vị, về dân nhân Phật Pháp thì chúng ta được quyền đó đây để gieo rắc một cái tình thương của Phật giáo và hảo. Nên vì lẽ mà chúng tôi vừa rồi cũng có đi ở Cà Mau, rồi sau khi xong rồi mới về hôm qua thì trở lại gặp lại ở cô bác anh chị em ở tại cái huyện Lê Dung này. Thì thưa quý vị, trong một cái tinh thần Phật giáo hòa hảo, nếu nói về vấn đề tinh thần giác ngộ, là ai là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, thì trong những ngày kỷ niệm chúng ta luôn luôn nhớ lại linh hồn của cha mẹ và của quyền thất tổ chúng ta. Nên vì lẽ mà ông Ba Thới là một tác giả kim cổ kỳ quan, ông nói là đường sanh tử khắc thể chim bay, lo hồn di chánh cho lo cái thay làm gì. Cho nên trăm năm mà lo giữ mộ phần, chẳng cầu hồn vía xa miền Diêm Dương, cầu nguyện thấu đến Tây Phương, chẳng cầu thì thủ mộ thịt xương tiêu tàn. Cho nên quan trọng quá của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, muốn đền đáp được cái ân sâu của cửu quyền thế tổ và cha mẹ chúng ta những ngày này, chúng ta thường hay tổ chức để làm trong tâm hạnh báu thí của đạo Phật khi xưa, là cái chương trình pháp thí, là một chương trình cao quý cao cả hết. Thưa quý vị, hiện nay đó, tín đồ Phật giáo hòa hảo đã xa vắng Đức Thầy trên dưới là 84 năm rồi. Thì hiện nay đó là chúng ta nhớ lại coi cái ngày khai đạo sắp tới đây là tháng 5, thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo ai cũng nhớ được cái ân thầy, muốn đền được cái ân sâu đó, thì chúng ta phải lấy hết sức nghị lực riêng của riêng mình để làm sao cho cái đạo được phát triển. Thì hiện nay đó, chúng tôi cũng vậy, lấy cái sức riêng của mình đó, để rồi nhớ lại là xét loài ông còn làm nên sắc mặt, cho loài người hữu ích được cần dùng, ví như tầm là loài tiểu trùng còn ép gan ruột để đền ơn cho chủ. Cho nên giờ đó, chúng tôi nhận thức thấy rằng hiện nay, bổn phận người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta làm theo lời của Đức Thầy không phải là cúng lễ không xong, mà chúng ta đền đáp được đâu. Mà trái lại, Đức Thầy dạy trong cái bài mà tu thân sử kỷ, sự cúng lễ không đủ để tỏ ra cho ta là một tín đồ chân thành của đạo Phật. Tại sao? Vì Đức Phật không bao giờ ngỏ ý nói rằng các người hay lại thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ đủ giúp các người. Mà trái lại, Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự của người phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ. Cho nên vì lẽ mà hôm nay có bổn phận làm gì, chả lẽ các kiếp sống làm người chúng ta sớm lo lòng phú chiều ăn ngủ, nào biết liệu toan gỡ nợ nần, sớm mới lo ăn chiều lo ngủ không sao,
Nên vì lẽ mà muốn Phật giáo từ đây bền vững thì đừng có riêng lo đó lợi dưỡng một mình. Hay là ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tính tình ích kỷ. Nên vì lẽ mà mỗi người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta làm cái lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, đem hết cái sức năng của mình đó để phục vụ cho nhân loại đại đồng. Thì cái tình thương đó nó có thể là hợp chứa trong cái bài tình yêu của Đức Thầy. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý phải soi chiều hướng về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Nghĩa là ai muốn được cái tình yêu nồng nàn tha thiết của Đức Thầy chúng ta thì chúng ta phải đem cái tình yêu riêng rẽ của chúng ta đó để phục vụ lại cho nhân loại, cho đại đồng. Thì thôi không làm sao nó hết được. Vậy thì hôm nay sự gặp gỡ lần đầu tiên ở trong một cái năm mà đầu tiên này thì chúng tôi xin đại diện cho đoàn và tại phương xa nhà chân thành gửi đến gia đình cô bác anh chị em lời vấn an sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì thôi thời giờ có hạn, lẽ ra thì chúng ta đã nghe qua những cái lời của đồng đạo vừa rồi trình bày qua cái phương pháp tu học đó, nhiều đó đủ rồi. Nhưng mà xét qua vấn đề trong cái chương trình gặp gỡ thì thay đổi món ăn, nên vì lẽ đó một cái số cô bác anh chị em mình có đến tham dự thì cũng thông cảm cho thời giờ nó cũng lố hạn. Chúng tôi cũng làm phần sự của chứ có mấy phút rồi để các bạn tổ chức thôi à. Thì thôi thời giờ có hạn, chúng tôi mời toàn thể cô bác anh chị em ở trong cái hội trường và ban tổ chức, nếu có những cái điều chúng ta trao đổi về giáo lý Phật giáo hòa hảo thì quý vị nêu lên để chúng tôi làm một cái tiền đề trao đổi cho có phần mà sự gặp gỡ hôm nay. Và mời ông Xuân Ngô Duy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, vừa qua chú Mười đến diễn đàn để hỏi thăm sức khỏe cũng như lời nói đầu gửi đến quý đồng đạo của chúng ta. Hôm nay gia đình cũng như ban tổ chức và quý đồng đạo ở đây yêu cầu chú mấy thở về Lai Dung này, hôm nay phân công cho chú lên để là chương trình giải đáp nghi vấn những câu thắc mắc trong giáo lý của Đức Thầy. Thì hôm nay em cháu có nhận được cái cuốc điện thoại, cũng quý đồng đạo xin hôm nay ưu tiên cho cái quý vị đồng đạo xa đến đây để đặt ra câu hỏi để cho chú làm bổn phận. Đồng đạo có đặt lên cái câu hỏi của trong giáo lý của Đức Thầy là Kim Lân Xích Phụng Lâm Nàng, cho nên phận lão đau an thân già, tảo tần lo liệu năm ba, biết sao hiệp mặt lòng già mới nguôi. Bốn câu giảng giáo lý của Đức Thầy trong này đồng đạo có nêu lên hai ý. Một là Kim Lân Xích Phụng là như thế nào, cho nên phận lão là ai, thân già là ai, rồi cuối cùng cái câu biết sao hiệp mặt lòng già mới nguôi. Vậy trân trọng kính mời chú trợ giúp trong bốn câu giảng giáo lý Đức Thầy mà đồng đạo nên nêu lên. Kính trân trọng kính mời chú. Thưa quý vị, giờ đây thì cái chương trình nghi vấn thì được một vấn chủ nêu lên. Cái chương trình này chúng tôi căn cứ theo giáo lý Phật giáo hòa hảo thôi à. Thì đồng đạo đã nêu lên cái chỗ là Kim Lân Xích Phụng Lâm Nàng, nhưng mà phải đọc ngược trở lại coi cái câu này nói làm sao đấy, áo bà gì. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai, nghe sơ lời lão cạn bài, tìm trong não óc gặp ngài bình an, rồi mới đến cái câu là Kim Lân Xích Phụng Lâm Nàng. Cho nên phận lão đâu an thân già, tảo tần lo liệu năm ba, biết sao hiệp mặt lòng già mới nguôi. Vậy là bốn câu đúng giới rồi đó. Bốn câu giới, sáu câu giới và tám câu giới, nó cũng tùy thêm mệnh đề. Vậy cái bài này ở đâu à? Bốn câu này ở đâu? Có phải nằm trong cái bài Từ Giở Bụng Đạo Khắp Nơi à? Mà cái bài Từ Giở Bụng Đạo Khắp Nơi thì viết hôm nào? Có phải vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, gồm có 158 câu, đồng với cái bài Giảng Dạy Bụng Đạo là 158 câu. Vậy đạo nêu lên bốn câu à? Bây giờ đọc lại coi. Kim Lân Xích Phụng Lâm Nàng, cho nên phận lão đâu an thân già. Quý vị đồng ý với chúng tôi, Đức Thầy chúng ta là một vị Phật.
Hiện nay những cái chỗ mà những chuyện xưa tích cũ và những cái chuyện mà tất cả những cái thời quá khứ hiện tại, tức là kim thời đại, Đức Thầy đều lãm thông tất cả. Cho nên từ chỗ đó cái câu nào mà nó dính vào cái vấn đề của cái vấn đề thành ngữ điển tích hoặc là trong cái sự chuyện xưa tích cũ đó thì quý vị cũng thông cảm. Mấy cái câu này nó nằm dính ở trong cái sự tích của hồi xưa đó, để rồi mình ta tri ra cái chỗ Kim Lân Thích Phụng là gì. Dạ. Thì thưa quý vị, giờ đây mới biết được là hiện giờ thì không học ai hết à. Cho nên nhà thơ người ta tặng cái ngày cái chỗ là mát lãm quần thơ suốt thông tam giáo, nghĩa là ngày không học ai cả. Miệng nhất môi thì đầy văn tao nhã, mà hãy hạ bức thần thì thơ đã đề khai đó vậy. Cho nên từ đó hôm nay những cái chỗ nào nói tích thì thầy nói qua chuyện xưa tích cũ để lấy cái sự đó mà gọi là nhân cách quá, đối diện với cái chuyện của Đức Thầy muốn nói lên cái gì để cái thánh ý mà để đây. À, cũng như cái chỗ mà chim xanh nối đường này kia, mấy cái chuyện đó là toàn là những chuyện xưa đó của bác anh chị em mà. À, cho nên từ đó hôm nay giờ đây chúng tôi xin lược sử lại ngày xưa đó. Ngày xưa đó bên Tàu đó như vậy thì trong một cái thời gian có một việc quốc vương này. Như vậy là ông đã có gia những cái số người mà thứ phi Mỹ Tần cũng rất. Nhưng mà có một điều là trong cái thời gian mà thứ phi đó là người được ông đã yêu chủng nhất hơn là hoàng hậu. Làm cho đêm ngày đó hoàng hậu ganh ghét, muốn tìm cách để giết thứ phi nhưng mà chưa có cái cơ hội của bác anh chị em, chưa có cơ hội. Nhưng mà xảy ra trong một cái thời gian triều chính nó xảy ra trong cuộc binh biến đi. Thì ngay trong cái lúc đó đó, thứ phi lại là sản sai, sản sanh, lại là sanh đôi, nó là sanh đôi, tức là sanh ra một cái bào thai mà hai đứa con. Thì cái cơ hội này là cơ hội cho làm cho hoàng hậu để có tính cái kế hoạch để tìm cách tiêu diệt cái thứ phi. Thành ra từ đó đó thì lúc bây giờ đó, khi sản sanh ra thì thứ phi mới nói lại với hoàng thượng. Chẳng hay như vậy thì tiếp khi sản sanh ra mà nếu như là người trai thì phải đặt tên như thế nào. Thì lúc bây giờ đó vua nói nếu trai đó thì đặt là Kim Lân, mà hả như hỏi lại gái là như thế nào, mới hỏi gái thì đặt tên là Xích Phụng. Như vậy là cả hai cô bác anh chị em mà khi mà đến cái thời khi mà thứ phi đã sản sanh đó thì sanh ra đôi đó, tức là giữa đôi trai gái có hai người con, tức là trai và gái. Cho nên từ đó đó thứ phi mới đặt hai tên y theo hoàng thượng đặt, là trai là Kim Lân và gái là Xích Phụng. Thì thưa quý vị, trong một cái thời gian binh biến xảy ra tới đi, cho nên từ đó đó hoàng hậu mới tìm cách đến nơi để cho cái người thân đến nơi để rồi thủ tiêu hai người con của thứ phi. Thì quý vị biết là trong một cái thời gian mà thứ phi sản sanh thì lại là có sự kế hoạch của hoàng hậu làm cho hoàng thượng hiểu lầm. Khi sanh hai đứa con thì không thật là con, mà trái lại sanh ra một con chồn và con mèo. Cho nên từ đó hoàng thượng nổi giận, nếu là người thì sẽ sanh người, trái lại sanh ra có loài thú, cho nên mới bắt thứ phi mới đi đài. Đài thứ phi ở nơi cái chỗ ngục tối đó chờ cái cơ hội đi xử trảm. Rồi sai người để thủ tiêu hai đứa con đi. Nhưng mà cái người đi thủ tiêu đó, trái lại vì cái tình thương của hoàng đế cho nên mới sắm một cái bồn lớn mới để hai đứa con ở dưới nơi dưới đó. Nơi dưới rồi nó mới thả theo cái dòng sông, rồi mới đem cái cẩm bào của vua đó mới quấn cho hai đứa con thả và viết một cái tờ di chiếu, nếu ai mà giết được hai người này mà nuôi đó thì vì sao hoàng hậu sẽ hậu thưởng. Thì nói đây thời gian cái người đó mới thả trôi theo dòng sông. Thì lúc bây giờ đó cái ông Ngô Từ Ân đó, ông này trước đây là ông già vợ của vua, tức là ông già của thứ phi, ở trong một cái khu rừng. Thời gian biến cố xảy ra êm rồi thì đức vua đi săn bắn đó, đi dạo trong một khu rừng.
Thì bỗng cô bác anh chị em biết bây giờ mới gặp. Mới gặp là cái ông Ngưu Từ Ân á, đến nơi ông thiết đãi, lâu lâu mới gặp vua mà, để thiết đãi cho đức vua. Rồi sau thời gian đó đó, đức vua mới hỏi thăm, mới tìm cách, thì té ra thấy hai cái đứa con đó, nó giống là như là vợ của ông, rất là xinh đẹp. Thì từ đó mới hỏi thăm mới biết được, té ra là ông có một cái đêm chiều nọ gặp một cái bồn nó trôi vào đó, mà nghe hai đứa bé nó khóc đó, ông mới dứt lên và nuôi dưỡng mãi cho đến ngày nay. Thì trải qua trên dưới đã là 12 năm rồi, cô bác anh chị em 12 năm. Đó cho nói lẽ là vì sự tích mà. Thì trong lúc đó đó, được Ngô Từ Ân mới thuật lại cái chuyện của xảy ra như vậy đó. Thì lúc đó đó, đức vua mới biết được cái chuyện này là cái chuyện hiểu lầm. Vì mình hiểu lầm do nên cái lòng sâu độc của hoàng hậu khi xưa tìm cách giết Thứ Phi, cho nên từ đó mới bày ra cái kế hoạch. Nên từ đó ông mới là cho người rước hai đứa con trở về. Rồi đồng thời đó mới rước cái người vợ trở về minh quan được cái sự gì như thế này đó. Ô bác anh chị em, từ đó nó mới là đem cái chiếu chỉ mà để giải quyết giết là hoàng hậu. Thì giờ đây nó mới thấy được cái chỗ Kim Lân Xích Phụng, sở dĩ mà hiện nay đức thầy dùng cái từ ngữ này đó để nói qua cái thời gian mà lưu lạc của hai đứa con của Thứ Phi là ám chỉ cho cái gì? Ám chỉ cho đất nước Việt Nam chúng ta. Trải qua trong cái lịch sử Việt Nam, cô bác anh chị em còn biết đó, hiện nay trong cái đất nước Việt Nam chúng ta trải qua 18 đời vua là do nó cái sự tích của vua mà Lạc Long Quân ngày xưa, truyền thuyết của dân tộc Việt Nam. Cho nên từ đó hôm nay đức thầy muốn lấy cái chỗ nhân cách quá, lấy cái sự tích của Kim Lân Xích Phụng mà nói qua cái nguồn sự tích của dân tộc Việt Nam. Căn cứ theo tiểu sử của dân tộc Việt Nam thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông. Một hôm đi từng núi Ngũ Lĩnh mới gặp được nàng tiên kết duyên, về sau mới sanh ra được hai hoàng tử, một là Lộc Tục, hai là Đế Nghi. Lộc Tục thì làm vua phương Nam, còn Đế Nghi thì làm vua phương Bắc. Sau đó Lộc Tục mất cưới con gái của Động Đình Hồ là Long Nữ đó, tức là con của vua Đế Lai đó, về làm vợ đó, cũng là tiên đó, mới sanh ra được một hoàng tử tên là Sùng Lãm. Sau khi Sùng Lãm lên ngôi tức vị mới lấy tên là Lạc Long Quân, đặt tên nước là Văn Lang, lấy họ là Hồng Bàng. Từ đó nó mới lên núi gặp được nàng tiên là Âu Cơ, kết duyên về sau sanh ra được một cái bào thai gọi là Nhất Bào Sanh Bát Nõn. Một cái bào thai mà sanh ra 100 cái trứng. Từ đó vua Lạc Long Quân mới nói với nàng Âu Cơ rằng: ta với nàng không thể ở lâu được, vì ta là cốt rồng còn nàng là cốt tiên. Từ đó cả hai mới chia nửa con, kẻ lên non người xuống biển. Cho nên từ đó cái câu ngạn giao ngày xưa để lại đó, nhớ câu Lạc Bổn Thủy Nguyên, cháu con Hồng Lạc lưu truyền nghìn xưa. Từ đó nó mới truyền lại cái lý thuyết của dân tộc Việt Nam là lấy cái chữ bách hạnh hoặc là trăm họ. Chẳng hạn như đức thầy dùng nói là lòng thương trăm họ, dướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Thì cũng lấy cái mốc của thời kỳ của vua Lạc Long Quân ngày xưa mà nói qua cái chữ bách tính trăm họ. Thì giờ đây chúng ta mới thấy được truyền thuyết của dân tộc Việt Nam từ 18 đời vua dưỡng nước và giữ nước cho đến nay, thì chúng ta thấy Lộc Tục là vua Hùng Vương thứ nhất, Lạc Long Quân là vua Hùng Vương thứ nhì, con trưởng của Lạc Long Quân là Hùng Quốc là vua Hùng Vương thứ ba, thứ tư là Hùng Hoa, thứ năm là Hùng Quy, thứ sáu là Hùng Hồn, thứ bảy là Hùng Chiêu, thứ tám là Hùng Vĩ, thứ chín là Hùng Định, thứ mười là Hùng Hy, thứ 11 là Hùng Trinh, thứ 12 là Hùng Vũ, thứ 13 là Hùng Diệt, thứ 14 là Hùng Anh, thứ 15 là Hùng Triệu, thứ 16 là Hùng Tạo, thứ 17 là Hùng Nghi, thứ 18 là Hùng Duệ. Tức là 18 đời vua giữ nước và dưỡng nước mãi cho đến ngày nay. Thì hôm nay đức thầy dùng cái danh từ này để nói rằng hiện nay đó, cái giống dân Ngọc Bích Việt Nam của chúng ta là một giống nhân quý. Cho nên thầy mới viết ở trong cái bài Nang Thơ Cẩm Tú là giống Hồng Lạc đó, giống Hồng Lạc Kim Chi đó, Ngọc Diệp. Chữ Kim là vàng, Chi là lá, chữ Diệp là nhánh đó, cô bác ám chỉ cho cành vàng lá ngọc. Ôi, giống của dân tộc Việt Nam chúng ta là cành vàng lá ngọc. Nhưng mà nay đổ dời đó, nhiều sự thấp hèn. Cho nên từ đó hôm nay đức thầy dùng cái danh từ, hiện nay dân tộc Việt Nam đã dứng vào trong cái hoàn cảnh là hiện nay nó mất đi rồi. Mất đi vấn đề của cái gì mà Thánh Chúa ra đời, và cũng như nước Việt Nam không còn có một vị vua lãnh tụ, chẳng qua là Nam Việt vô Dương, nên tai ách xảy ra thảm thiết. Giờ đây đất nước Việt Nam chúng ta là không có còn có một cái người mà đứng đầu để mà làm một vị minh chủ. Cho nên từ đó đức thầy nói: phi phi bỗng sức mặt bình long, dụng lối bá nha réo lạc hồng,
chẳng cám cha còn con chẳng biết, phải nhờ đạo đức mới tường thông. Giờ đây chúng ta thấy được cái công nhân kết quả của thầy dùng đây nói qua cái dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên thầy dùng cái danh từ là Kim Lân Xích Phụng Lâm Đàn. Hiện nay cái dân tộc Việt Nam đã xuống dốc, đã lâm nàn, một phần lớn là mất đi với cái đạo lý rồi, không có người hướng dẫn. Cho nên buộc lòng thầy mới ra đời. Cho nên thấy sinh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lễ nghi, nên ta đem đạo đức duy trì, gìn tục cổ để cả người chẳng rõ. Bắt đầu ngày mới đem tinh thần tam giáo để dạy dỗ ra cho dân tộc Việt Nam đó. Cho nên ăn năm phong quá lễ nghi, đời nay dân vật nó bỏ đi chẳng gìn, mãn lo chế nhạo trong kình, chẳng toan đạo đức mà gìn thôn hương. Cho nên từ đó hôm nay thầy dùng cái danh từ này để nói qua hai cái từ ngữ trước đó là Kim Lân Xích Phụng Lâm Đàn, nghĩa là dân tộc Việt Nam đã đến cái thời kỳ xuống dốc rồi, đã lâm một cái nàng lớn là tha pháp môn mấy mạc mà thánh đạo đã trăng du, cái thời kỳ chánh pháp của đạo Phật đã bế tắc đóng cửa cả đạo tiên cũng như cái đạo thánh. Vì vậy cho nên thầy buộc lòng phải ra đời siêng minh cái tinh thần tam giáo để dạy dỗ con người dân tộc Việt Nam, để gieo lại cái hạt giống lành của xưa. Dân ta dòng giống tiên bang chứ đâu có giống ngỗ ngoan hung sùng hay giống hiền xưa của rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nữa đâu, bây giờ đã lạc rồi. Cho nên buộc lòng đức thầy mới siêng minh trở lại dạy con người cách tăng thối ở, trở lại như cái thời gian xưa vậy cô bác ở trên, mà cốt xưa thiệt giống lạc hồng, trên hòa dưới thuận đó, một lòng mến yêu. Nay hiếm kể ý nhiều tiền của rồi dội bài trò hát múa lăng xăng, sâu nhau đặng có tranh ăn, cùng là dành mặt cho bằng ngoại bang. Vậy nên từ đó hôm nay đó, đức thầy buộc lòng ngày mới ra đời đem cái tinh thần tam giáo mà dạy dỗ chúng sanh đây. Vậy nên từ đó mới nói cái câu thứ nhất là Kim Lân Xích Phụng Lâm Đàn. Bây giờ đến cái chỗ là cho nên phận lão đâu an thân già, nghĩa là thầy không an ổn được, nghĩa là cái diện mối của đạo nó mất rồi, đức thầy không yên ổn được. Sao chẳng ngồi nó ngu vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống trúng hồng trần đặng chịu cảnh chê khen, vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính tới hồi tai họa. Chữ bách tính cũng gọi là trăm họ đó cô bác, trăm họ đó. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được là cho nên phận lão đâu ăn thân già. Bây giờ tới cái câu thứ ba là táo tầng lo liệu năm ba, biết sao hiệp mặt lòng già mới nguôi. Con số năm và con số ba là tượng trưng tinh thần tam giáo đó cô bác anh em à. Bây giờ ở đây chúng ta thấy được đạo nho đó, Khổng Tử dạy là lấy cái chữ tam can ngũ thường làm chính à. Cho nên bà con mình nghe đó, tinh thần tam giáo để xuyên dương đức thầy giới thiệu thôi à, cái tiền đề. Vậy thì cái đạo nho giáo của Khổng Tử khi xưa lấy tinh thần tam giáo đó, đã tức là tam can là quân thần phụ tử phụ thê, còn ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tín. Vậy thì hôm nay cái đạo tiên cũng vậy à, ngài cũng dạy là lấy cái tam ngôn ngũ hành là ngôn tinh ngôn khí ngôn thần, ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, đó là cái đạo tiên. Còn cái đạo Phật là lấy tam quy ngũ giới đó, tam quy quy Phật, quy pháp, quy tăng ngũ giới là nhất bất sát sanh, nhị bất đạo tạc, tam bất tà nhâm, tứ bất dụng ngữ, ngũ bất âm tửu. Vậy thì cái tinh thần này giới thiệu chung với bà con mình, thầy nói đây là tinh thần tam giáo. Cho nên mình đọc qua cái quyển nhất của đức thầy coi, tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tu giống thiệt có đần 5 giây. Tôi còn mắc cái nợ này nên phải làm gì cho giải quả căn, nhà tôi đâu phải khó khăn. Đem theo trong sách bạc hàng 80. Vậy là con số 8 cũng là tinh thần tam giáo nữa nè, tức là 3 với 5 là 8 đó, trong tinh thần tam giáo. Cho nên sở dĩ đức thầy dùng cái danh từ này để nói rằng hiện giờ con người mất đi cái diện mối rồi, không còn ai để đứng ra để mà dạy dỗ, cho nên buộc lòng đức thầy mới ra đời siêng minh tinh thần tam giáo mà dạy cho con người mà biết tu đó. Nếu ai mà tu theo đúng theo cái chánh pháp của đức thầy thì chúng ta được thành Phật, thành tiên rồi thành thánh luôn cô bác anh em. Thôi thì thời giờ có hạn thì chúng tôi trình bày cái khái niệm thôi trong cái từ ngữ. Hiện nay cô bác anh chị em mình đã có cái vấn đề tiến bộ rồi. Tiến bộ về cái phần quay kinh đọc giảng và xem về lý kinh nữa. Chúng ta đã xem rốt rồi. Vậy thì Kim Lân Xích Phụng Lâm Đàn. Cho nên phận lão đâu an thân già, táo tầng lo liệu năm ba, biết sao hiệp mặt lòng già mới nguôi. Chúng tôi lấy cái phần chú giải thiếu phần bình và đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, vừa qua chú Mười đã trình bày 4 câu hỏi của đồng đạo nêu lên đã xong. Vì cái đề tài tiếp theo là đề tài thứ 2, kính mời đồng đạo 6 phút đến diễn đàn để đặt câu hỏi cho chú Mười. Xin trân trọng kính mời đồng đạo. Xét thấy đồng đạo cũng rời chỗ ngồi, xin quý vị ủng hộ cho đồng đạo một tràng pháo tay. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay nhân duyên em cháu được gặp chú Mười đến đây, em cháu xin đặt 4 câu hỏi để nhờ chú Mười giải dùm. Nói chung tất cả ở đây được lãnh hỏi chung trên bước đường tu tập. Vậy con xin hỏi chú Mười 4 câu của Đức Thầy. Hỏi như sau: Dục thúc đạo đồng kiến thí viên, chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền, sa di đông hải truy thiều nhạc, nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ tiên. Tại sao Đức Thầy không gọi là dục thúc đồng đạo mà Thầy lại hỏi dục thúc đạo đồng là như thế nào? Dục thúc đạo đồng kiến thí nguyên chư ban điềm tĩnh, chư ban là ai mà ban nào mà điềm tĩnh sĩ danh hiền mà ai là danh hiền nhờ? Chú Mười giải dùm. Vậy nhà chú Mười giải dùm đây cùng lãnh hội chung. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, giờ đây tới nho rồi đó. Hiện nay nữa thì cô bác anh chị em biết cái bài này là cái bài gián màn bí mật. Là trong đó nó có 3 bài, một là tỏ câu quyền bí, gián màn bí mật và lộ chút cơ quyền. Mấy cái bài này là mấy cái bài thầy hé lộ quyền cơ, cô bác anh chị em hé lộ quyền cơ. Thì ở đây trong đó nó có 4 bài, bây giờ chúng tôi nên đọc lại. Đồng đạo nêu lên cái bài đầu tiên: Dục thúc đạo đầu kiến thúy quyền, chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền, sa di đông hải tri thiều nhạc, nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ tiên, đỡm lực hà quê trung trực thử, hùng ca báo quốc nghĩa đào thiên, sơn ly phật cảnh hồi nam việt, diệt khổ sanh tiền vị trưởng miên. Mà đồng đạo chỉ hỏi 4 câu thôi. Dạ phải 4 câu ha. Dạ dạ. Ở đây nó hết giờ, nếu nói về vấn đề trong 8 câu này chúng tôi giải là hết giờ. Dạ, thôi bây giờ lấy cái 4 câu chúng tôi cũng tranh thủ nghe. Thời giờ nắm trách chúng tôi chỉ có 40 phút mà đồng đạo này cho biết là ông ban tổ chức chỉ có 40 phút à. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Thì thôi bây giờ trở lại đi. Đồng đạo hỏi thắc mắc cái câu là dục thúc đạo đồng kiến thí nguyên, tại sao không nói đồng đạo mà là đạo đồng? Đây là cái phương pháp đạo ngữ của Đức Thầy. Cái từ ngữ Đức Thầy rất là tinh tế. Không phải như các cái nhà văn gia thi sĩ khi xưa đâu. Quý vị từng đọc qua 4 câu tứ bửu linh tự của Phật Thầy Thế An và 4 cái câu của Đức Thầy viết ở trong cái bài Thiên Lý Ca. Không một văn gia thi sĩ nào viết được mấy cái bài đó đâu. Mà chỉ có một vị Phật mới viết được trong cái bài tứ bửu linh tự. Đọc chiều ngang, chiều dọc đều có ý nghĩa và trong cái bài mà Thiên Lý Ca. Thì ở đây đó bà con mình biết hiện nay đó Thầy dùng cái danh từ này đó là nhân từ để nói lên dục thúc là nôn đốc, dục thúc là nôn đốc đạo đồng quyến thí, kiến thí viên. Đạo đồng thì đây là cái từ đạo ngữ thôi. Đạo đồng tức là đồng đạo, là ám chỉ cho hiện nay đó có số cô bác anh chị em mình đa số ta bình đẳng về cái sự thể tánh, cho nên cái sự xưng hô nhau không phải như các nhà sư mà phải ăn trên ngồi trước, mà trái lại dùng danh từ nhau, đồng một bản thể, đồng với nhau sự tu học thì kêu là đồng đạo với nhau. Cho nên Thầy dùng danh từ là danh từ phổ thông chung, dục thúc đạo đồng. Chữ kiến là thế, chữ thúy là tốt đẹp đó, chữ quyên á, thúy quyên tức là sự tốt đẹp. Hiện nay đó cô bác anh chị em biết là hiện nay chúng ta muốn đến chỗ tốt đẹp không gì hơn là chúng ta biết được đạo. Cho nên từ đó nó tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Cái cao quý nhất không có cái gì cao quý cho bằng đạo, mà cái xinh đẹp tốt nhất không gì cái gì tốt nhất cho bằng cái người có đức. Cho nên từ đó mới nho mới viết cái câu là tôn mặc tôn hồ đạo mặc và mặc mỹ hồ đức, tức là cái cao quý không cái gì cao quý cho bằng cái đạo, mà cái mà đẹp tốt không gì đẹp tốt cho bằng cái đức. Cho nên từ đó hôm nay Thầy dùng cái danh từ này để nói là thế gian này người ta tạo tiền bạc được, nhưng mà cái âm đức của chúng ta không thể tạo được. Cho nên Thầy mới dùng danh từ là dục thúc đạo đồng kiến thí viên, là muốn thấy được cái sự tốt đẹp của đức đạo đức thì chúng ta phải dùng cái phương pháp tu học. Cái người tu học có giác ngộ rồi chúng ta mới làm được công chuyện đạo đức, mới làm được công chuyện cao quý đó cô bác anh em. Còn không thì không bao giờ chúng ta làm được đâu. Chẳng hạn như các tổ từ thiện, rồi các cái nơi mà nấu cơm miễn phí cháo nước, các cái tổ thuốc nam, những cái chuyện này là cái chuyện những cái số người ta đọc các câu giảng của Đức Thầy, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Đó là Thầy dành riêng cho các hạng xuất gia. Nhưng mà tại gia cư sĩ chúng ta làm được hết phần sự y như vậy là chúng ta là xuất gia đó cô bác. Chúng ta là xuất gia đó. Thành ra từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ này để nói, nếu hôm nay chúng ta là có sự giác ngộ rồi, muốn đến sự tốt đẹp của đạo đức thì chúng ta phải dòm theo cái lời của Đức Thầy. Dục thúc tức là Thầy nôn đốc hối hả mọi người ráng làm theo cái sự đạo đức đi. Chỉ có đạo đức mới cứu vãn được tình thế mình thôi à.
Tôi nói cô bác anh chị em biết đó, hiện nay trong cái quyển mà Tam Quốc Diễn Chí đó, cái ông Khổng Minh Gia Cát Lượng khi xưa là quân sư của thời kỳ nhà Hán đó. Nhưng mà ông viết lên cái câu là Tam Thập Lục Kế Dĩ Đào Di Thượng Sách. Ông đã trong 36 cái hay, nhưng mà không đó có một cái hay nhất là trốn, đào trốn, tức là tìm kiếm nơi cái chỗ đạo đức là nó đó là tốt nhất, là hay nhất. Thì hôm nay Đức Bình Võ Chủ cũng vậy, trong cái quyển tư đó, cái quyển Giấc Mê Tam Kệ, sông dưới núi đó trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào, ai biết đường hãy sống tẩu đào kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Chữ tẩu là chạy, chứ đào là trốn đó, người ta trốn chạy vào trong cửa đạo của bác anh. Thì cái người đó mới sống còn đó. Thì hiện nay đó, cô bác anh cho em biết thầy dùng cái danh từ này để nói đó, phải ráng nghe lời ta mách trước, không dình đạo đức ác phơi thay, người có đạo đức rồi thì người ta làm tất cả những cái công tác từ thiện, hết lòng hy sinh bổn phận có kiếp sống con người. Cho nên từ đó thầy mới dục thúc đạo đồng kiến thi viên, nghĩa là muốn đến chỗ tốt đẹp kia thì chúng ta phải vào trong cái cửa đạo, phải không? Vào trong cái cửa đạo, người đó mới có tinh thần giác ngộ, rồi mới có làm những công việc cao xa đối với cái người phàm phu tục tử. Cho nên từ đó mới công thiết là dục thúc đạo đồng kiến thi viên. Bây giờ đến cái câu thứ hai là chư ban điềm tĩnh sử di sĩ danh hiền. Chứ chư là nhiều, chứ ban là nước. Chỉ điềm tĩnh là bình tĩnh, trước khi là hành động một chuyện gì chúng ta phải bình tĩnh. Chư ban điềm tĩnh là nói ra các nước đó mà, để mà trước khi làm việc gì phải có một cái sự suy xét cẩn thận rõ ràng, để chúng ta mới có thể đi đến cái chỗ hành động. Cho nên gọi là chư ban điềm tĩnh. Sĩ danh hiền, chỉ có chữ sĩ là bậc học thức đó. Cho nên trong kinh có nói là sĩ nhi hoài cư, dĩ ác y ác thực, bất túc dĩ di sĩ. Tức là cái bậc sĩ là cái bậc học. Mà bậc học thức đó mà còn mến chỗ ăn, nơi ăn chúng mặc thì chưa gọi là cái bậc học thức đâu. Cho nên chữ đó, chữ sĩ thì đó là cái bậc học thức. Vậy thì cái người mà đã có học thức rồi đó thì người ta mới đi đến cái chỗ danh hiền của bác anh em mà. Quý vị còn đọc trong cái động văn, trong cái bài Nang Thơ Cẩm Tú đó, danh hiền sĩ non sông náo nức, giả như hồi chiến quốc xuân thu, thầy mảnh ra dùng đảo Châu Du, lúc thập bát đã chư hầu đổ loạn. Quý vị biết cái thời kỳ 18 nước tranh giành lẫn nhau trong thời chiến quốc, thì ông Mạnh Tử ra đời ngay trong thời đó nó, mà Đức Thầy ẩn cái câu này để nói lên cái chuyện của Đức Thầy. Ngay trong kỳ sứ mạng lâm phàm để bà đem đạo cứu đời, thì ngay trong thời kỳ pháp thuộc, nó đối trị với vấn đề cái đạo Phật giáo hòa hảo, không cho thầy ở trú một nơi nào. Dời thầy 10 điểm đó cô bác ấy mà, dời 10 điểm vậy đó. Nhưng mà thầy tỉ dụ như cái chuyện con Mạnh Tử khi xưa ra đời trong thời chiến quốc kia mà còn làm được nên việc, thì cái chuyện làm của thầy đây cũng vậy đó. Đó, cho nên từ đó thầy mới dùng cái danh từ là danh hiền sĩ non sông náo nước, giả như hồi chiến quốc xuân thu. Thầy mạnh ra dùng đảo Châu Du, lúc thập bát chư hầu rối loạn, bậc thánh nhân công lao chẳng chán, huống chi ta nào dám than gian. Thầy lấy cái chuyện đó đó mà so sánh với cái việc làm của Đức Thầy. Thấy đời mê chưa rõ Phật đàn, nên tỏ ý đó khắp nơi đặng biết. Vậy thì giờ đây chúng ta mới thấy được. Vậy thì chư mang điềm tĩnh sĩ danh hiền là thầy chỉ, chư sĩ là chỉ cho thầy đó, cái bậc danh hiền đó. Chỉ có Mạnh Tử nhà thời gian thầy so sánh với việc làm của thầy thôi. Rồi đến cái câu thứ ba là Sa Di Đông Hải Tri Thiệu Nhạc. Chữ Sa Di là cái chữ nhỏ nhặt mà rất là tinh tế. Nhưng mà chữ Tri là biết, cái chữ Thiều là ám chỉ cho cái thời kỳ của Nghiêu Thuấn khi xưa có cái nhạc Thiều. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy ra đời để thầy cũng dùng, khi xuống với Bạc Liêu Đức Thầy cũng vậy đó. Thầy cũng dùng cái danh từ cái chữ Thiều này thì thầy nói lên cái chữ rõ ràng này. Đó, thầy dùng cái danh từ. Danh từ hôm nay đó, bồng lai tại thế non vườn sánh, đẹp đẽ cho ta trổ nhạc Thiều. Khi xuống dưới Bạc Liêu, Đức Thầy truyền bá đạo nơi đó là nơi cái dân cũng thể nói là hung mát rất nhiều, mà thầy cũng đem đạo đem truyền đạo. Cho nên từ đó hôm nay thầy dùng cái danh từ này. Nếu nói về cái thời kỳ xưa thì các cái vị xưa vua chúa khi xưa dùng cái nhạc Thiều để nói lên cái luân lý, cái tam can, cái bổn phận con người phải cần phải làm, thì hôm nay Đức Thầy cũng vậy đó. Thầy nói dịu dự đường xa đến Bạc Liêu, thiền môn vẹn vẻ quá tiêu điều, bồng lai tại thế non vườn sánh, đẹp đẽ cho ta trổ nhạc Thiều. Thầy hôm nay cũng vậy đó, thầy trổ cái nhạc Thiều là đem cái luân lý tam can, đem cái đạo thánh nhân kha để cổ xí à. Cho nên từ đó hôm nay mới dùng danh từ đây là Sa Di Đông Hải Tri Thiều Nhạc. Nam đỉnh Ngọc Đài Lộ Kỷ Tiên, chỉ Nam đỉnh là ám chỉ cho cái miền Nam chúng ta, nó có cái đỉnh là chỉ cho cao dùng mỹ núi đó cô bác anh em à. Hôm nay trong cái sấm cạnh trình Nguyễn Minh Khiêm trong cái Nguyễn Thánh Chí đó là Bắc Hữu Kim Thành Tráng. Nhưng mà Việt Nam chúng ta là Nam Tạc Ngọc Bích Thành.
Hòa thôn đa phiển phệ một giả dục nhân canh. Chứ bắt là có cái thành cứng rắn bằng sắt vậy đó, thành vàng bằng sắt vậy đó. Nhưng mà cái miền Nam chúng ta chưa đâu. Miền Nam chúng ta là có cái thành bằng vàng ở tại miền Nam. Cho nên Nam tạc ngọc bích thành. Giờ đây chúng ta thấy được thề viết ở một đoạn văn khác đó. Phương Nam rạng ngọc trói lò, lưu ly hổ phách đó mấy tòa đài cung. Dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi. Liên Hoa đua nở nụ cười, rước tôi lưng đóng ra chào người chân tu. Vậy là miền Nam chúng ta có quý báu, hiện nay nó cũng chưa có sức đầu lộ diện của bác anh chị em à. Những cái sang hô hổ phách mấy cái này đã chưa có đâu. Ở Tây Phương Thiên trước kia mới có, mà Việt Nam chúng ta rồi đây sẽ đến à. Sẽ đến cái chỗ đó, lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung đó của bác anh chị. Không làm sao được à. Cho nên sự giới thiệu chung trong quyển nhì của Đức Thầy: trên bảy núi còn nhiều máu lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật, được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Sau này còn có nhiều vật báo không thể lường được của bác anh chị em. Cho nên từ đó hôm nay mới nói là Nam Đỉnh Ngọc Đài Lỗ Kỷ Tiên. Hiện nay là chúng ta đã sắp sức đầu lộ diện rồi. Cô bác anh chị em nhớ lại trong cái quyển Tri Lai Bửu Tích của Phật Thầy Thế An, tôi thường nói đây để mà để trao đổi với cô bác anh chị em đó. Để chi? Để rồi nói lên cái chuyện gần đây, nó sắp đến rồi. Hiện nay nó cô bác anh chị em với cái cầu Mỹ Thuận mà có mọc rồi đó hen. Thì đó là do nó có quyển Tri Lai Bửu Tích của Phật Thầy Thế An. Rõ ràng là lục tỉnh lầu cát thiếu chi bốn phương, bắc cầu sông cái lần đường đi qua, có xe hơi xe kiến vào ra, đường rầy xe lửa chạy xa chạy gần, dưới sông thì tàu chạy rần rần, trên bờ xe kéo ngựa trần chạy đua. Mấy cái này là trong cái quyển Ký Lái mà. Nhưng mà chưa, cái câu thứ hai là nước Nam châu báu ngọc vàng, các nơi xúm vực đem về châu lưu, bây giờ ai có công tu, muốn cho khỏi khổ ráng tu khỏi sầu, sông tiền Mỹ Thuận bắc cầu, núi cống qua lầu từ lỗ dễ gần đây. Cô bác anh chị em thấy không, sông tiền Mỹ Thuận mà nó có rồi đó thì mình đặt niềm tin thầy nói không sai đâu à. Thì cái núi cống quá lầu đó còn gì nữa, nó khác lạ đối với mình phải không? Nhưng mà chưa, sự mà tiên tri của ông Ba Thới là tác giả Kim Cổ Cười Quang ấy, ông nói gì cái đời thông ơn rất nhiều. Nhưng mà đây chúng tôi đem một vài điều để làm tin cô bác anh chị em thôi à. Sau này đó ông Ba Thới cho biết trước là sau này đó, nghĩa là ở đất nước Việt Nam chúng ta đã có hai cái dòng sông là sông Tiền và sông Hậu. Thì hiện nay đó cô bác anh chị em biết sự chuyển biến rõ ràng là sau này đó cái vùng núi Tô đó sẽ xuất hiện những cái gì đó, ông nói rõ ràng là dòng Hồng Ngự An Nam lập lại, đất Đồng Nai trở lại láng bà, dở sơn tô ngó thấy muôn nhà bửu vật thực của mà vô số, trân châu báu thị thiền quán phố xưng thôn hương dân số ba làng, đạt ngũ hương nhất tổng hiệp tràng thiền đô thị lập làng thánh mỹ mà. Cho nên đó là ba thê chiếu diệu hào quang kho bạc kho vàng, ở chổng thiếu chi tu hành chịu chữ hàng di, ngày sau pháp huệ lưu ly máu màu. Vậy là nó có nhiều cái vật báo à, trong miền Đâm Nông mấy núi của bác anh chị em mà nó chưa xuất đầu lộ diện ra. Cho nên vì đó đó sau này đó cô bác anh chị em sẽ thấy những cái kỳ bí, những cái chuyện mà tiên tri của Đức Phật Thầy Thế An. Cho nên từ đó hôm nay nói rồi cho nhớ lời ghi, chừng nào đến việc loạn đi biết đời, nơi nơi khổ thảm cho đời, dư trăm việc khổ. Nói rồi sao coi à, ông nói rằng nói trước cho giai đoạn mà đã giai đoạn. Cho nên từ đó hôm nay nó mới có bốn cái câu này đồng đạo nêu ra, thì chúng tôi lấy cái phần chú giải của bốn câu thôi à. Đi ngoài nó quà lề. Vậy thì dục thúc đạo đồng kiến thí viên, chư mang điềm tĩnh sĩ danh hiền, sa di đông hải tri thiều nhạc, Nam Đỉnh Ngọc Đài Lỗ Kỷ Tiên. Lẽ là thì nó 8 câu thôi, đồng đạo đưa ra 4 câu à. Chúng tôi xin trình bày qua phóng 14 câu và thiếu đi phần bình. Giờ đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.